Bữa đây, một bé gái ở Trung Quốc đã thoát chết một cách kỳ diệu sau khi bị hai chiếc ô tô đâm phải. Sự việc xảy ra ở thành phố Tây Sương của tỉnh Tứ Xuyên đã được một chiếc camera ghi lại. Theo đó, bé gái mặc áo hồng đứng bên đường một mình. Nhân lúc đèn đỏ không có cha mẹ bên cạnh, bé đã lao ra đường để đi qua phía bên kia. Ngay sau đó, em đã bị hai chiếc xe ô tô đâm phải. Cảnh sát cho rằng lý do khiến em bé có thể thoát nạn là do gầm xe cao và em bé không ngã vào bánh xe vụ việc là lời cảnh báo về sự sơ suất của các bậc cha mẹ khi để trẻ em tự tham gia giao thông.